Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây là một cái video có một cái không gian rất là đặc biệt, cũng như là một cái vị khách mời cũng rất 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 đặc biệt ở đây. Trước tiên thì mình xin cảm ơn Century Concept đã tạo ra một không gian trong cái buổi trò chuyện với những cái giờ phút sắp tới. Mình nghĩ rằng là khá là hay ho với những ai mà đam mê về mùi hương. Và xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay, chúng ta có anh Tùng Dương. Thì có lẽ là với những ai mà quan tâm đến nước hoa thì chắc chắn là cũng không lạ gì với tên của anh. Nhưng mà kênh em thì luôn luôn có những cái người mới, thế em nghĩ là anh vẫn cần giới thiệu một chút về bản thân của mình. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cũng rất là vui được Kiên mời làm khách mời cho một cái chương trình hoành tráng thế này. Hoành tráng ở không gian và hoành tráng ở cái đề bài và Kiên đưa ra để anh em có thể trao đổi. Cho những ai chưa biết mình thì mình là nick của Facebook của mình là Tùng Dương. Mình công tác ở trong một công ty sản xuất hương liệu của nước ngoài khá lớn, được 15 năm, và mình cũng có khoảng hơn 10 năm tham gia vào trong các cái hội nhóm chơi nước hoa ở Việt Nam, cũng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng chơi nước hoa Việt Nam từ những nhóm nhỏ cho đến nay là một cộng đồng rất là lớn và rất là mạnh và cũng rất là đa dạng. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình và Kiên cũng sẽ đi vào một số đề tài tương đối là lạ, và mình nghĩ là cũng sẽ cố gắng cung cấp cho các bạn những cái thông tin từ góc độ của một người trong ngành hương liệu và góc độ của một người có sử dụng và sưu tập nước hoa. Và phải nói là để có một cái buổi hẹn ngày hôm nay thì tôi và anh Tùng đã lên hẹn với nhau khá là lâu, cũng như là chọn làm sao để cái chủ đề nó phù hợp. Thì cũng chia sẻ thêm với mọi người thì đó là anh Tùng thì cũng có một cái blog viết về những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn cá nhân ở trên nền tảng Facebook. Thì cái đường link cũng như là cái tên thì mình cũng sẽ để ở phía dưới phần mô tả và video cho mọi người dễ tìm, và nếu như để dành cho ai quan tâm. Thì trước tiên em có một cái là em vừa nhận cái thông tin là anh đã làm khoảng tầm hơn chục năm ở trong những cái lĩnh vực hương liệu 15 năm. Thì có thể nói là anh như kiểu một cây đa cây đề theo dõi, là một người hành trình kiểu giám sát kiểu như vậy. Thì anh có thấy rằng là cái sự tiếp cận nước hoa ở thế giới và với Việt Nam trước và bây giờ nó có sự khác nhau? Nói là cây đa cây đề thì nghe nó hơi hơn quá theo tuổi, hơi bị over. Kể cả theo tuổi đi nữa thì mình cũng biết là trong giới hương liệu của mình và trong giới nước hoa có nhiều người có thâm niên công việc, có thâm niên trong ngành lâu hơn mình, có những người sưu tập nước hoa lâu hơn mình, và có những người họ có cái lượng kiến thức về nước hoa cũng phải nói rất là khủng. Tuy nhiên cũng không biết nói thế nào, nhưng có lẽ mình là một trong số ít những người làm trong ngành hương liệu có cái thú vui đó là sưu tập nước hoa, và cũng nhờ đó bổ sung thêm được cái kiến thức cho cái công việc của mình. Và từ góc độ của một người làm trong ngành theo dõi nước hoa kết hợp với kiến thức của một cái người chơi nước hoa thì mình có thể nhìn nhận các cái trào lưu, những cái xu hướng và những cái biến động trong thế giới nước hoa nó được một cách nó tổng thể hơn, nó đa dạng hơn, nó đa chiều hơn. Dĩ nhiên nó vẫn là góc nhìn cá nhân của mình, có thể đúng, có thể sai. Nói về cái thị trường nước hoa ở thế giới thì mình nói chung trong khoảng một thời gian khoảng tầm 20 năm trở lại đây, 15 đến 20 năm trở lại đây, và đặc biệt là trong vòng 10 năm trở lại đây, thì cái thị trường nước hoa của thế giới nó được bùng nổ, luôn bùng nổ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhu cầu sử dụng mùi hương cho ngoài nước hoa, người ta còn sử dụng cho những ứng dụng khác, nhu cầu sử dụng mùi hương nói chung ấy, nó vẫn tăng. Nhu cầu sử dụng nước hoa trong kể cả trong đại dịch Covid nữa vẫn tăng, và các cái hãng nước hoa ra đời nhiều hơn, các thương hiệu nước hoa xuất hiện nhanh hơn, nhiều hơn, đa dạng hơn, phổ biến hơn. Có rất nhiều thương hiệu xuất hiện và tiếp cận đến các cái thị trường nhỏ như Việt Nam mình cũng rất là nhanh. Nếu mà nói về cái sự bùng nổ này, chúng ta có thể lượng hóa đó là mình nhớ không chính xác lắm là khoảng tầm 85, 86 gì đấy thì con số nước hoa
và được ghi nhận một năm ấy, con số nước hoa mới ấy, chỉ có vài trăm chai. Vài trăm chai. Tuy nhiên cho năm 2023 vừa rồi thì tổ chức Fragrance of the World họ ghi nhận là 3.314 chai. Đấy là chỉ là tính những chai có thương hiệu, có gửi thông tin đến họ và hoặc là họ có thể chase được trên thị trường. Đó là chưa tính đến số lượng những chai nước hoa ở những hạng mục khác mà họ không nắm bắt được. Đấy, kiểu indie đấy thôi, em nghĩ là cũng không... Indie họ cũng nắm được. Nhưng mà những chai như kiểu coffee cat, những chai clone hoặc là những chai kiểu local, vâng, họ không nắm được. Thì ở trong ngành mình có một cái câu chuyện nói vui là hàng ngày có đến hàng trăm thương hiệu nước hoa ra đời và cũng chừng đấy thương hiệu nước hoa biến mất. Đấy là sự bùng nổ về số lượng. Còn nói về chất lượng thì cùng với cái sự phát triển của khoa học công nghệ, tất cả các nhà hương hiện nay đều có những cái công nghệ riêng để làm cho mùi hương của mình càng ngày càng hay hơn, càng ngày càng đặc biệt hơn, càng ngày càng hấp dẫn người tiêu dùng hơn, càng ngày càng phù hợp với cả xu hướng hôm. Và ở một góc độ nào đấy thì họ sẽ có nhiều cái công cụ để họ diễn dịch lại những câu chuyện cũ bằng những công cụ mới, bằng một cách diễn giải mới, tiếp cận với cái nhu cầu mới hơn của người tiêu dùng. Đó là ở góc độ của thế giới. Ở Việt Nam mình trong vòng 10 năm qua thì có một cái sự thay đổi chóng mặt cả về lượng lẫn chất của người sưu tập nước hoa. Trước đây mình không nói đến đối tượng, những đối tượng sử dụng nước hoa bình thường giống như một thói quen, mình đang nói đến một cái nhóm nhỏ là cái cộng đồng những người nghiện nước hoa. Trước đây những người mà gọi là có đam mê, những người nghiện với nước hoa sẽ chỉ có những cái buổi offline của những người sưu tập nước hoa, mỗi người mang tới vài chai để chia sẻ với nhau để mà em không ngửi. Cũng có nhớ anh kể những cái buổi offline ở Hà Nội mà cảm giác là rất là đông, 40-50 người. 40-50 người. Có những lần mà offline ở miền Nam cũng thế, ở Sài Gòn này cũng đã từng có những cái buổi offline tới 30-40 người. Ở Hà Nội cũng có những cái buổi offline 30-40 người, thậm chí là có thể offline với một tuần rồi. Là tại vì khi đó những người chơi nước hoa chỉ có những cơ hội, những cái hội nhóm nhỏ nhỏ trên mạng để gặp nhau, thông qua đó kết nối với nhau để mà hít người, để mà trao đổi, để mà chia sẻ. Cái việc tiếp cận em thấy là cũng chứ khó khó hơn khó khó được một chai nước hoa đúng mà rất phù hợp như bây giờ để khi lập trên thị trường thì nó khá là khó so với cái thời điểm hiện tại. Đúng, bây giờ thì em thấy rằng là như kiểu em là một người làm các nội dung ở trên các nền tảng xã hội thì em phát hiện ra một điều có lẽ là mọi người tiếp cận nước hoa theo cái hơi hướng là online quá nhiều, khá là nhiều, chính cái buổi họp báo gần như là cũng không còn diễn ra. Cái này nó phải kết hợp với cả cái sự phát triển của internet ấy. Vâng, khoảng 10 năm trước thì internet có phát triển rồi, mọi người cũng vào Facebook thường xuyên, vào các forum nhiều rồi chứ phải không. Tuy nhiên sự hạn chế về nguồn cung. Đúng không? Ở thời điểm năm 2012-2013, việc mua được một chai nước hoa niche ở Việt Nam là một điều rất là khó. Mua được vial hoặc đề can từ các công ty nước hoa, từ những cửa hàng nước hoa gửi ở Việt Nam là cái quá trình đó cũng rất là khó. Cho đến thời điểm này cũng khó, nhưng mà nói chung cũng dễ hơn bởi vì chúng ta có nhiều nguồn để chúng ta kiếm. Bởi vì các hãng nước hoa cũng bắt đầu đổ xô ở Việt Nam, có các nhà phân phối chính thức, rồi có các cái kênh phân phối từ những nguồn khác, khiến cái việc mua một chai nước hoa bây giờ đối với những người có nhu cầu nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ có thể lên Google một cái là có thể ra hàng chục cửa hàng để các bạn mua. Đặt một phát thì có thể là ngày mai là có ở nhà được luôn. Nếu mà đấy, thậm chí là nếu như mà ở trong cùng một nơi có thể là sáng là chiều có. Đúng rồi. Với một cái mức chi phí mà người ta sẽ không tốn cái thời gian để người ta chờ đợi nữa, nên cái việc sưu tập nước hoa nó dễ hơn. Điều đó khiến cộng đồng người sưu tập nước hoa càng ngày càng nhiều. Và khi cộng đồng sưu tập ngày càng nhiều thì những người giống như Kiên làm nội dung số, những người mà đi sâu và phân tích, những cái blogger, những influencer càng ngày càng nở rộ, tại vì người ta có điều kiện để người tiếp xúc. Đúng rồi. Cái đấy em thừa nhận thấy rằng là trong vòng tầm 2 năm rồi đây thì các những người làm nội dung chia sẻ về mạc hương cũng nở rộ rất là nhiều. Đúng rồi. Cái mạng thị trường lớn là cái thì là mọi người làm các nội dung số nó sẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Thì em có một cái câu hỏi là khi mà thị trường lớn hơn như vậy, từ cái là chúng ta tiếp cận dễ hơn đến là cái tệp người dùng, tệp người sưu tầm nhiều hơn, thì thói quen tiêu dùng có bị thay đổi không? Có và không. Anh có thể giải thích kỹ hơn cho em. Khi nói không, tức là khi anh đang nói đến cái tệp khách hàng và truyền thống,
những người dùng nước hoa như một thứ giống như một thứ trang sức và xa xỉ hàng ngày. Nước hoa vẫn là một thứ xa xỉ. Có những người họ sẽ trung thành với một mùi hương từ lúc đó, suốt từ lúc lần đầu tiên cho đến giờ mười mấy năm. Anh có những người bạn họ chỉ dùng một mùi hương và cứ hết để mua đúng một chai đấy, không mua bất cứ một chai nào khác. Những người đấy họ sẽ không thay đổi thói quen tiêu dùng, và cái tệp đấy cũng rất là lớn. Nếu mà nói xa ra một tí thì chúng ta thấy rằng những chai nước hoa kinh điển giống như Chanel No. 5, Coco Mademoiselle của No. 5, mặc dù cũng ra các flanker nhưng họ vẫn có một tệp khách hàng trung thành từ lớn đến nhỏ đều sử dụng một chai đấy. Thì đối với những tệp đấy, thị trường có lớn đến đâu đi nữa, có đa dạng đến đâu đi nữa cũng không ảnh hưởng gì với họ. Họ sẽ mãi mãi ở đấy. Đó là cái tệp khách hàng trung thành với thương hiệu, đúng không? Chúng ta sẽ rất khó gặp mọi người nào đó mà chỉ trung thành với cả một kiểu áo, một kiểu trang phục, một kiểu túi, một kiểu tóc. Nhưng mà chúng ta sẽ gặp một những cái rất dễ dàng gặp những người chỉ trung thành với một mùi hương. Đó là cái tệp khách hàng đứng ngoài cuộc chơi, đứng ngoài sự biến động. Nhưng mà em có một cái câu hỏi là cái tệp đấy thì em nghĩ là những tệp như vậy thì họ sẽ là những người có một cái độ tuổi nhất định hơn, nên là thường là sẽ tập trung đổ ra nhiều hơn là các bạn trẻ. Đối với các bạn trẻ thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Có nhiều sự lựa chọn thì các bạn sẽ có nhiều cái thời gian để họ sàng lọc ra được một mùi hương nào đó là gọi là một hương signature của họ. Thì khi cái giai đoạn, cái tệp khách hàng mà đang trong giai đoạn tìm hiểu và chọn lựa cái mùi hương cá tính của mình, đặc trưng cho mình, đó là cái tệp khách hàng rất là lớn, và họ sẽ là người vừa tham gia vào dòng chảy, vừa là người tạo nên cái dòng chảy, tạo nên cái xu hướng. Bởi vì đó tệp đến người trẻ, những cái đối tượng gọi là Gen Z, Gen Y, những người họ sẽ rất dễ tham gia vào một trào lưu nào đó, và chính cái sự đông đảo của họ cũng tạo nên một cái trào lưu. Em thấy thì cái đây cũng là cái vế mà anh nghĩ rằng là thói quen thay đổi là có, đúng không ạ? Có chứ. Cái tệp khách hàng đó họ sẽ rất dễ thay đổi thói quen. Họ sẽ dễ thay đổi thói quen. Họ có thể thử qua những chai nước hoa kinh điển, sau đó họ sẽ lướt qua và họ sẽ lại thử những cái mới. Đối với tệp khách hàng trẻ bây giờ, do sự bùng nổ của kênh phân phối và thông tin, họ dễ tiếp cận với cả các dòng nước hoa cao cấp, những dòng nước hoa lạ, nên cái tệp đấy họ sẽ ít tiếp xúc với những chai nước hoa kinh điển. Vâng. Đấy. Nhưng mà cái tỷ lệ đấy theo quan điểm cá nhân của anh là nó chưa đủ để nó thay đổi hoàn toàn cái thói quen tiêu dùng của người của giới trẻ. Bởi vì giới trẻ trẻ thì đồng nghĩa với việc là cái khả năng kinh tế chưa cao. Các bạn có thể tiếp cận với nước hoa chiết, các bạn có thể tiếp cận với Vio, các bạn có thể tiếp cận với đề can để các bạn thử một mùi nào đó, nhưng để gắn bó lâu dài với một mùi hương nào đó thì còn yếu tố kinh tế. Đôi khi họ chưa có cái đối tượng mà hay gọi là first jobber, những người mới ra trường đi làm, họ chưa có khả năng kinh tế cao. Thì việc để họ trung thành với một mùi hương cao cấp nào đó sẽ rất là khó. Nên có thể là họ sẽ phải chấp nhận hài lòng với những cái mùi hương kinh điển. Vậy thì khi mà cái thói quen nó cũng có đã bắt đầu có những sự thay đổi như vậy, thì em có một câu hỏi là liệu nước hoa có xu hướng không? Theo như anh nói là tệp giới trẻ sẽ là tạo ra dòng chảy. Có cái dòng chảy đấy chắc chắn là nó mỗi một cái khúc khác nhau nó cũng sẽ tạo nên một cái màu khác nhau. Có. Thế em nghĩ là khẳng định là có. Xu hướng nước hoa nó sẽ thường thì người ta sẽ trước đây người ta có thói quen người ta tính là thập kỷ. Vâng. Thập kỷ 70 là thập kỷ của nước hoa, của thời kỳ của baby boomer, đó là thời kỳ của nước hoa nổi loạn, thập kỷ. Rồi sang đến những nước hoa chẳng hạn như là thập kỷ của nước hoa, các dòng nước hoa aquatic, tầm chín mươi với sự ra đời của aquadigital, sau đó là cool water, rồi những chai nước hoa kiểu chỉnh chu như kiểu Hugo Boss bottle, đấy, sau bắt đầu đến sau đó đến tầm đầu những năm 2000-2010 đó thì cái xu hướng nó sẽ lại như là bắt đầu có xu hướng này. Đầu 2010 đã bắt đầu khám phá phương Đông. Hay tại sao mình lấy khoảng tầm 2010 là vì thời điểm mà Tom Ford bắt đầu hồi đó ông thành công với cả những chai nước hoa của Gucci và YSL. Sau khi ông rời Gucci, ông ra thương hiệu riêng thì ông bắt đầu đem út vào với chai M7.
chưa em không vậy là đâu ấy, khoảng giai đoạn 2000 mặt vào bắt đầu khoảng bắt đầu nó sẽ tạo lên cái trào lưu là tìm việc út của Trung Đông. Ở khoảng đến năm 2010-2012 nó có một thống kê là trên thị trường có khoảng gần 20.000 chai nước hoa mùa út khác nhau. Nó tạo thành một trào lưu và nó kéo dài thậm chí kéo dài đến bây giờ. Cái mùi tông mùi nước hoa Trung Đông mà Oriental bây giờ bị đổi thành Emery đó, nó là một cái xu hướng mà kéo dài đến bây giờ. Người ta tiếp tục khám phá nước hoa Trung Đông, thậm chí là đến như một hãng của Ý, Versace, họ cũng phải ra một chai Versace Noir. Út Noir, một trong những chai này là nến chai mà em nghĩ là nó cũng khá là về cá tính của họ. Nếu mà một chai mà sân cả về bao bì, bao bì cũng lệch, mùi cũng lệch. Vâng. Nhưng mà chứng tỏ là cái ảnh hưởng đến một cái đế quốc nước hoa như vậy, rồi đến những người đến Vosfoto cũng có Vosfoto Út. Vosfoto là một chai khá là Western, đúng không? Dòng Western rất là, nhưng mà cũng phải ra một chai Út. Kiểu phải muốn làm cái cuộc chơi mà ai cũng muốn chơi, ai cũng phải nhảy vào, và xu hướng nó kéo dài đến bây giờ, nó tiếp tục kéo cho đến những năm đến thập kỷ thứ hai của thế kỷ này, thì tình cờ nó gặp cái giai đoạn Covid. Giai đoạn Covid và hậu Covid, người ta sẽ có xu hướng tìm đến những cái mùi hương mang tính chất gọi là chamomile. Mình dùng theo cái từ thời thượng bây giờ là những cái mùi hương chữa lành, những mùi hương gợi lại cảm giác êm ấm. Hoặc là tông mùi gần nhất và cái xu hướng gần nhất của năm ngoái đó là mùi vani. Vani thấy thì vani cũng là một trong những mùi khá là an toàn, và mọi người sẽ dễ hài lòng với nó hay được từng. Trước đây vani thì hay đứng ở trong cái dòng gục mong. Gục mong chẳng hạn như chai Angel, chai Angel của Thierry Mugler là chai chai gục mong đầu tiên. Sau đó đến bắt đầu đi vào cái dòng Oud, Rose, Vani, Amber nọ của dòng Oriental, và nó kéo đến bây giờ. Tình cờ sau Covid thì đó, bắt đầu người ta tìm đến những mùi hương đó. Vani vô tình lại trở thành một cái trend. Em thấy là nó cũng giống như cái việc mà khi mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh thế giới xảy ra, đúng rồi, thì cái xu hướng là đàn ông ở nhà chiến trường nhiều hơn, thì cái thời trang của phụ nữ không thay đổi. Từ cái việc họ mặc những cái váy xòe quá nhiều ly, thì có thể là họ sử dụng những chiếc quần jean để có thể làm được nhiều việc hơn. Mà những cái việc đấy đàn ông làm, đúng rồi, cái xu hướng nước hoa nó cũng bị thay đổi theo những cái biến cố của thế giới. Chính xác, nó phải có theo. Vì nước hoa không phải vô cớ mà ông Rujano ông đã nói rằng bây giờ chúng ta không ngửi mùi nước hoa mà chúng ta đang nghe những câu chuyện marketing. Bởi vì đối với dòng nước hoa chủ lưu bây giờ, và thậm chí là với xu hướng bây giờ là các dòng nước hoa niche, cũng bị các câu chuyện marketing nó cuốn theo, và storytelling nó là một cái phần tất yếu của tất cả các chai nước hoa. Chúng ta mua về một mùi hương thì nó kể một câu chuyện. Đấy, không phải vô cớ, bởi vì bây giờ người ta marketing và tiếp thị các sản phẩm nó liên kết với thị trường biến động theo kinh tế, theo hoàn cảnh xã hội, theo môi trường để tác động đến cái chai nước hoa, tác động đến sản phẩm của hương. Như vậy anh có chia sẻ rằng là trước đây thì vanilla cũng đã xuất hiện vào trong một cái tác phẩm điển hình, đó là Thinuver Naiad, đúng không ạ? Angel thì có một cái em thấy rằng là bây giờ khi trở lại của vanilla, nó anh thấy nó có bị dập khuôn theo cái khuôn mẫu cũ không, hay là nó mang được cái hơi thở của thời đại bây giờ của sự phát triển của công nghệ? Dĩ nhiên là nó khác. Một chai nước hoa mang mùi vani của năm 2023 nó sẽ khác với cả cái tông gộp măng ngọt lấy của Angel năm 1992 nhỉ. Anh nhớ không nhầm thì là 1992, thì nó là cái chai nước hoa của hai cái tông khác nhau, bởi vì với công nghệ bây giờ người ta có thể khai thác nhiều cái khía cạnh hơn của mùi vani ngọt. Người ta có thể diễn giải cái mùi vụ măng theo một cách đa dạng hơn. Vụ măng bây giờ không chỉ còn chỉ là những cái mùi thèm ăn mà lấy cả những liên tưởng ngay từ lên cái đến bánh, đến đồ ăn. Vụ măng của nó là nếu mà dịch sát của nó nghĩa, còn nếu mà bỏ vào vô dịch ấy, thì nó sẽ dịch là mùi thèm mát rồi. Đó. Bây giờ thì mọi thứ của nó sẽ có mềm hơn, nó được kết hợp với hoa, kết hợp với floral của mango có, rồi citrus của anh,
người ta thêm những cái nốt hương khác vào để cho cái bộ măng nó dễ sử dụng hơn này. Từ đây nếu mà để cho em hay chia sẻ là cái sự thay đổi này là sự thay đổi về cả phần hiệu năng nữa, đặc biệt là sau Covid. Thì như cái buổi hôm trước là em có nghe anh chia sẻ ở cái sự kiện One thì anh bảo là bây giờ những cái xu hướng nó họ cũng không phải là để thu hút cả một đám đông nữa, họ sẽ chỉ có cái xu hướng là lựa chọn những cái mùi có cái hiệu năng vừa phải, nó khác với những cái chai kiểu Lancôme La Vie Belle. Có một cái mùi hương mà có lẽ là có những cái câu chuyện người ta hay đưa tới là chỉ một cái là người thấy khắp nơi, nhưng bây giờ thấy những cái lựa chọn của người tiêu dùng gần như là cũng thông minh hơn và cảm giác là kiểu theo trend hơn, vừa phải hơn. Thực ra thì những chai ngọt như của La Vie Belle, nó là một La Vie Belle cũng là một cái chai đánh dấu một chai bộ măng rất tốt. Nó quan điểm cá nhân của anh thì La Vie Belle là dành cho những người phụ nữ cực kỳ lạnh nạo, cái người cứng, cá tính, không dành cho những người phụ nữ yếu đuối. Nếu mà nói về các tông nước hoa mùi ngọt thì những chai như La Vie Belle dĩ nhiên trong nữ luôn luôn có một phần nam tính, sẽ có những phụ nữ họ rất là nữ nhân mà nam tính, họ rất hợp với chai đấy. Và họ rất là thích, bởi vì sao? La Vie Belle đó là những chai của mang thì nó sẽ có một cái đặc tính là nó sẽ bám lâu, nó tỏa mạnh và nó bám lâu. Và nhất là đối với người Việt Nam mình thì bám và tỏa nó là những cái yếu tố mà người ta để ý đầu tiên, có thể gọi là vấn đề hàng đầu luôn. Dĩ nhiên mùi hương chưa chắc người ta sẽ hỏi hai câu: thứ nhất, nước hoa có thơm không, thứ nhì, tỏa mạnh không, và thứ ba, bám lâu không. La Vie Belle nó đáp ứng được cả ba cái yếu tố đấy. Nên là không lạ khi mà đã có một cái thời kỳ nó thống trị thì thống trị đến mức mà sau này có những chai như chai có chai gì này, chai Alaya nhé. Alaya cũng ngọt, đúng không? Nếu anh nhớ không nhầm, Alaya cũng ngọt, có xạ sung. Rồi Nam thì có One Million. Những chai anh chỉ nói những chai cơ bản, anh không nói những về flanker. One Million cũng là một chai ngọt. Thế thì là cái nhu cầu ngọt nó không phải nằm chỉ nằm ở nữ giới không? Nhu cầu dùng những mùi ngọt nó không phải nằm ở nữ giới không? Mà bây giờ không phải vô cớ trong năm 2023 là ta ra nhiều chai nước hoa unisex tông ngọt. Tại nam giới người ta cũng có nhu cầu thể hiện cái sự ấm áp. Người ta cũng muốn tìm thấy cái sự êm đềm. Về mặt bản năng thì cái vani á, nó gợi nhớ đến cái mùi sữa mẹ, là cảm giác kiểu no đủ vị, no đủ đấy là cái em đọc được về vani. Người ta được là một là không phải vô cớ mà các mùi sữa đều có mùi vani, bởi vì nó gợi nhớ đến, nó gợi nhớ đến thời kỳ còn đang là nhũ nhi, được mẹ, được trong vòng tay mẹ và rất là êm ấm, không lo vô nghĩ. Đấy là một cái yếu tố mà ít người để ý lắm, nhưng thực sự tại sao mà nhiều người rất thích cái mùi vani. Mặc dù nếu mùi vani khi mà được xử lý tốt hơn, không làm cái mùi ngọt ấy, thì nó sẽ rất là cái mùi rất là thu hút người ta. Đấy là một cái lý do mà bây giờ các bạn có thể tìm lại những cái chai mà mình cả anh Tùng vừa nhắc ở đây để so sánh với những cái sáng tạo mà mới ra trong vài năm gần đây, thì có thể thấy là cái hiệu năng của nó cũng đã có phần tiết chế hơn, và cái sự mềm mại, và có lẽ em nghĩ là đến sự thành công trong cái khoa học. Đúng, người ta sẽ không cần quá nhiều nốt hương để thể hiện, để đạt đến được một cái hiệu quả cần thiết về mặt cảm xúc. Khi ở góc độ của một nhà hương liệu khi mô tả mùi hương thì thứ nhất sẽ phải mô tả được họ hương đấy, mùi hương đấy là mùi hương gì, cái yếu tố về mặt functional của nó đem lại cho người ta là gì, và yếu tố về cái emotional, về mặt cảm xúc của người ta cần đạt đến là gì. Chẳng hạn như nói mô tả của chai nước hoa mùi aquatic, mùi nước đem lại cái sự mát mẻ khi xịt, và cái cảm giác thư giãn. Đó là ba yếu tố để phân tích một mùi hương. Thì bây giờ hồi xưa người ta phải dùng nhiều nốt hương hơn để người ta thể hiện được cái functional và cái emotional đó, nhưng bây giờ người ta không cần, người ta sẽ chỉ dùng ít nốt hương hơn. Ví dụ như trước đây ấy, khoảng tầm 10 năm trước thì người ta cần khoảng tầm một chai nước hoa sẽ còn tầm khoảng 9 cho tới 12 nốt hương chính. Gần đây nhất thì người ta thống kê ra con số đấy nó giảm xuống còn khoảng 7-8.
hoặc có những chai mà nó còn ít hơn. Nếu mà nói ví dụ sát sườn nhất, đó là chai Molecule number 1. Okay. Có một tông, nó là chỉ có một BJ Super thôi. Vâng. Một tông mùi gỗ. Nó giống như là câu chuyện anh nói với em là cứ phải thử, sai xong rồi sửa liên tục. Đúng. Thì em thấy là cái việc ở cái làm, khi làm nghề nó cũng rơi vậy. Cả cái thị trường nó cũng cần phải những cái phép thử liên tục. Đúng. Thì có thể loại bỏ cũng như là để giữ lại cho mình những cái mà thị trường sẽ sàng lọc. Đúng không? Thị trường sẽ sàng lọc. Có những mùi hương các bạn sẽ thấy rất là hay, nhưng tại sao hãng họ bỏ? Cũng đơn giản vì họ không bán được. Họ chỉ hay đối với một cái số nhỏ. Mà nếu bài chi phí nó quá chi phí cao. Chi phí quá cao và cái lợi nhuận biên tế của họ thấp hơn là họ không làm. Ừ, có một cái mà em thấy rằng là tùy cái vấn đề là Covid nó làm thay đổi cái trend mùi hương. Nhưng mà từ đấy em cũng nhận ra một điều nào ạ. Như anh thống kê là có khá nhiều những cái nhóm những chai nước hoa có đến từ cái nhà hương unisex là hơi hướng ngọt, nhưng mà góp mặt từ những nhà designer và niche. Thì em thấy rằng cái ranh giới đấy nhiều người bảo là bây giờ nó khá là mong manh. Mà ở Việt Nam thì mọi người hay bị cái định nghĩa là thường mọi người, thế là mọi người muốn tách biệt khỏi đám đông ấy, thì họ sẽ hướng tới cái phân khúc niche nhiều hơn. Thì không hiểu là anh có cái quan điểm như thế nào nếu mà anh được trên góc độ là một người nhìn nhận. Cái câu chuyện tranh cãi về thế nào là niche và thế nào là designer, nó là câu chuyện không phải riêng của Việt Nam mình, mà trong thế giới người ta cũng đã tranh luận rất là nhiều. Đặc biệt là sau khi có cái khái niệm về niche, nước hoa niche. Nhưng mà nếu mà xét về bản chất thì tất cả các, trước thì mình lấy một cái mốc đi, lấy cái mốc bùng nổ của ngành công nghiệp, được ngành nước hoa nó trở thành một cái ngành công nghiệp đi, nó được công nghiệp hóa đi cùng với sự phát triển của cái cách mạng công nghiệp. Khi cách mạng công nghiệp xảy ra thì người ta có thể khai thác nhiều nguyên liệu hơn bằng nhiều phương pháp công nghiệp ở quy mô công nghiệp, và nhiều phương pháp mà trước đây người ta không làm được. Người ta sẽ có nhiều nguyên liệu hơn với số lượng nhiều hơn, cả về lượng cả về chất. Những người làm nước hoa họ sẽ có nhiều trải nghiệm hơn. Cứ tưởng tượng trước khi có những máy móc về những cái việc chiết xuất bằng hơi nước trở nên công nghiệp hóa, người ta phải chiết trong những cái bình cổ cong ở quy mô rất là nhỏ. Cái gọi là cái batch variation, cái sự khác nhau giữa từng batch nhân công nhiều rồi, tức là cái chất lượng của nguyên liệu nó không đồng đều. Và đúng không? Nếu mình không có quy chuẩn, nó không có quy chuẩn gì cả. Thì khi mình lật lại từ sau thời điểm mà công nghiệp hóa, mọi thứ nó bắt đầu nó nhiều hơn. Nguồn cung, nguồn tiêu, cái gì nó cũng nhiều hơn hết thứ. Ok, nếu mình nhìn về giai đoạn trước đó thì có phải tất cả các nước hoa trên thị trường đều là niche không? Tại vì sao? Họ đáp ứng được nhu cầu mà. Họ đáp ứng được thứ nhất đó, là do perfumer làm, do in-house perfumer làm với số lượng hạn chế, tại vì người ta không có nhiều nguồn nguyên liệu mang những đặc tính riêng của perfumer rõ ràng, tại vì chỉ có perfumer làm họ. Well, kênh phân phối hạn chế, giá thì cao. Đúng không? Và không đi và đúng là không theo cái xu hướng thị trường, tại vì rõ ràng nếu kể cả họ có muốn theo, lúc đó thị trường còn rất là nhỏ, chỉ những đối tượng hoàng gia, những nhà giàu có tiền họ mới sử dụng. Họ chưa tạo thành một cái lượng sóng, nó chưa tạo thành một cái xu hướng thị trường như bây giờ. Thế này em thấy là cũng chuyển dịch. Thì đầu tiên tức nếu mà nói theo định nghĩa niche của người Việt Nam thì đang hiểu, thì rõ ràng tất cả những chai nước hoa khởi điểm của nó đều là niche không? Đúng rồi. Nếu ngược trước đó những chai nước hoa làm cho các pharaoh có phải là niche không? Quá niche còn gì. Thế sau khi tại sao bắt đầu sinh ra niche? Tại khi nước hoa càng ngày càng được công nghiệp hóa, càng trở thành đại trà mainstream, thì có những perfumer họ muốn tìm lại bản chất của cái việc chế tạo mùi hương. Họ tạo ra những mùi hương mang cá tính của perfumer, số lượng ít, đi về nghệ thuật, không theo trào lưu, phân phối ít, rồi với một chi phí cao, và hướng tới một nhóm khách hàng nhỏ. Họ sẽ tách ra, họ làm những cái thương hiệu niche. Em nghĩ nhiên nó là truyền tải nhiều giá trị không? Nhiều giá trị. Họ quay về tức là họ quay về cái thời kỳ mà nước hoa là một cái gì đó nó rất là cao quý, nó không đại trà, nó không phổ biến. Thay vì câu chuyện là nó có thể dễ dàng tìm thấy trong tranh lịch kệ của bất cứ một cái, họ muốn trở nước hoa, đối với họ giờ nước hoa phải là như thế. Có lẽ là nếu mà để mà nói một thương hiệu nào đấy thì anh nghĩ rằng là thương hiệu nào sẽ có một cái dấu ấn đến mạnh mẽ nhất? Nếu như nói ra, nếu mà bảo là anh nhận định thì hơi khó, nhưng mà thực ra thì theo Catherine nó thì
ở giai đoạn 1900 quãng năm 1976 cho đến năm thì Latizan thuộc nhà Latizan của Phim là cái nhà được ông ấy xác định là nhà nước hoa niche đầu tiên và bùng nổ vào khoảng từ những năm 1995. Nếu mà nó lấy một cái tên phổ biến thị trường Việt Nam thì đó là Ferrymore Edison Edison và Phim Ferrymore. Thì ông đấy là một người quay Ferrymore, ông ấy lấy lại được đúng cái tiêu chuẩn của nước hoa, ông biến nước hoa trở thành một cái quay lại đúng cái giá trị ban đầu của nước hoa, tôn vinh perfumer. Em cũng nhận thấy điều đấy là tại vì có một cái mà mọi người cũng rất là ít để ý, đó là tên của perfumer được in trên chai nước hoa, thể hiện cá tính của perfumer. Và những chai của Ferrymore rất là những chai phiên bản của ông thực ra là không theo trào lưu đâu. Vâng. Không có như trào, không họ không theo trào lưu đâu. Có những chai của ông ấy làm ra với những cái gu rất là cũ. Những chai của Teresa rất là cũ. Đúng không? Dạ. Chemosia, Monsieur, tông cũng rất là cũ. Nhưng perfumer làm ra những chai đó, họ được thể hiện rõ cái cá tính của họ. Họ thể hiện mỗi cái sản phẩm đó là một câu chuyện riêng, không bị trùng lập vào với cái dòng chủ lưu. Theo như em có xem là ông ý cho perfumer hoàn toàn quyền quyết định, mà chỉ có lẽ là mùi hương đấy sẽ thể hiện được một phần nào, một phần lớn của perfumer và một phần nào đó của Ferrick được thể hiện vào đấy. Và là thời gian cũng không hề bị giới hạn. Đúng. Họ có thể đúng kiểu mang cái tính chất là sáng tạo, đúng, bay hết mình ở trong đấy. Tức là perfumer họ được một lần họ làm với tất cả những cái điều họ mong muốn, họ không bị ép theo những cái yêu cầu về marketing của người chủ thương hiệu. Họ được tôn vinh đúng cái tinh thần của nước hoa giống như nó vốn có từ trước kia. Đó. Thì cái mà em muốn hỏi đây là thế thì designer họ sẽ có những cái mặt tốt và mặt không tốt gì không anh? Khái niệm designer nó là một khái niệm rất là, anh nghĩ nó là một khái niệm không chính xác lắm. Tại vì cũng có một cách phân loại designer với niche này, tức là ông nào cứ thương hiệu nào làm thời trang, thiết kế thời trang thì đó là designer, và những người nào không làm thiết kế thời trang thì đó là niche. Đơn giản thôi. Chanel, Dior, họ là những kinh hiệu nước hoa designer, tại vì bên cạnh nước hoa là một phần trong các bộ sưu tập thời trang của họ. Họ đi sẽ đi theo xu hướng thời trang, họ sẽ nước hoa là một phần gọi là phụ kiện, những người làm các yếu tố về thời trang. Nhưng cái khái niệm designer càng ngày nó càng bị phổ thông hóa. Và cái tên, anh nghĩ cái tên gọi đúng cho nó là những dòng nước hoa chủ lưu, mainstream, những dòng nước hoa chủ lưu, những dòng chảy lớn ở trên thị trường. Chứ nó không hoàn toàn, không có nghĩa rằng designer là hàng rẻ tiền, hay là designer là cái hàng bình dân, đúng không? Hay designer là những mặt hàng mà nó dễ đụng hàng. Thực ra thì nếu như mà các bạn có thời gian tìm hiểu các cái dòng nước hoa chủ lưu đủ lâu, các bạn sẽ thấy rằng có nhiều nhà nước hoa chủ lưu họ làm mùi cũng rất là hay, rất là đặc sắc, rất là cá tính. Ngay như trong nhà Chanel đi, mình có thể lấy chai vetiver của họ. Họ có một chai vetiver Coromandel hay là Coromandel Sycamore của họ. Wow. Mặc dù cái đấy họ sắp ở dòng cao cấp, nhưng nó vẫn đến từ một thương hiệu nước hoa chủ lưu. Và đó là nước hoa cao cấp để cạnh tranh với cả những nhà nước hoa niche. Tức là gì? Những thương hiệu nước hoa mà các bạn gọi là designer đó, họ vẫn có những cái dòng nước hoa rất là hay. Họ có một cái mà phân khúc của nó, giá của nó em thấy nó cũng là cao, dễ chịu hơn. Designer không ai mắc thậm chí gấp đôi so với những, có khi là những cái nhà vượt gọi là thị trường gọi là niche khác. Hay là chúng ta nói về Tom Ford chẳng hạn, hay Dior có Private Blend. Tom Ford Private Blend như một bài thương hiệu ấy mình vừa chia sẻ, thì em cũng thấy rằng là riêng tính là khi điểm nhé, nếu mà để nói xuất thân thì mọi người sẽ gọi là nít. Đúng. Nhưng bây giờ em thấy họ là cả son, những cái sản phẩm trang điểm, thì tự nhiên cái định nghĩa đây nó không còn đúng nữa. Từ khi đó họ chuyển thành một công ty hóa mỹ phẩm,
trở thành một công ty hóa mỹ phẩm. Các sản phẩm nhưng cũng chưa hoàn toàn là hóa mỹ phẩm đâu, tại vì color cosmetic đó là một cái lĩnh vực khác với cả các cái hóa mỹ phẩm, nhưng mà nó tự chung lại thì nó cũng là beauty. Đã trở thành một công ty beauty bình thường giống như là Lancôme. Lancôme chúng ta gọi là designer đúng không? Thế tại sao Tom Ford chúng ta lại gọi là niche? Lancôme em hiểu xuất thân của làm một nhà nước hoa luôn. Lancôme chỉ có làm nước hoa, cũng là một nhà làm nước hoa thôi. À, bây giờ Lancôme chúng ta có đủ thứ. Đủ. Serum của Lancôme chị em rất là thích. No. Giá thành cũng rất cao. Ok, nếu như chúng ta cứ bám theo những cái định nghĩa truyền thống. Và thực sự ra thì các cái khái niệm trước ở trong cái buổi gặp mặt của Once anh cũng nói rồi, các khái niệm cả ngày, cái khái niệm nó chỉ là khái niệm và nó mang tính chất thời điểm, thậm chí nó cũng không có cái tính bền vững. Bởi vì năm 2024 này ở Essence Fragrance World họ cũng đã phải thay đổi lại cái định nghĩa về niche. Cho đến thời điểm này thì cũng chưa tìm được một tài liệu nào về chính thức về cái định nghĩa đó. Họ cũng chỉ giới thiệu trong một cái buổi gặp mặt ở trong cái hội nghị đó, hội thảo đó thôi. Thì anh cũng đã có tổng hợp lại và sẽ đăng lên trên blog trong thời gian sớm nhất để đối chiếu lại và diễn giải được theo cái cách nào mà cho người dùng có thể hiểu được dễ hiểu nhất. Tuy nhiên qua cái ví dụ của Tom Ford và Lancôme thì chúng ta thấy rõ ràng là khái niệm niche và designer theo như chúng ta cả cái thị trường Việt Nam hơn 10 năm qua đang nói, đang phổ biến, dập khuôn theo một cách và đối giống như kiểu người đi trước nói sai, người đi sau nói vậy, mà thiếu đi một sự tìm hiểu, thiếu đi một sự phân tích. Và cái thời điểm này đang là cái, đặc biệt là sau Covid, đặc biệt là với cái sự mua lại của các tập đoàn phân phối, các tập đoàn xa xỉ giống như LVMH, Estee Lauder, Shiseido, Coty, họ mua lại rất nhiều brand quốc hoa, cả chủ lưu, mainstream, cả những cái dòng nước hoa mà vốn dĩ là niche, giống như là Cây cũng bị mua lại, bị LVMH mua lại, và bây giờ Francisco Dijon quay sang làm creative director cho Dior, hay kể cả một cái thương hiệu mà anh em cũng vừa nhắc đó là Frederic Moore cũng đã bị mua lại khá lâu rồi, mọi người mua lại chưa đâu, và ông ấy cũng đã từ bỏ, ông mới bị giải nghệ sau, mới thông báo đến tháng 6 là ông giải nghệ, là ông sẽ rời khỏi công ty này, và vai trò sau đó của ông là gì, vẫn nằm trong tập đoàn Estée Lauder, hay là tại vì ông cũng vừa làm ra cái line cao cấp của Estée Lauder, ông mới làm mới lại đấy, chúng ta đang nói chuyện về câu chuyện làm mới. Vâng. Ông vừa ra dầu Legacy đúng không? Legacy của các cái chai nước hoa của Estée Lauder, truyền thống của Estée Lauder, và bây giờ ông sử dụng cái công nghệ mới, ông sử dụng những cái nguyên liệu mới để ông ấy làm mới lại những chai nước hoa huyền thoại của Estée Lauder. Những chai mà bình thường chúng ta đã rất coi đó là chai designer rẻ tiền. Đấy. Estée Lauder cũng là một cái brand nước hoa rất là hay, rất là đúng không? Nước hoa, một brand nước hoa chủ lưu đấy. Thế thì bây giờ với cái việc mà các cái công ty lớn như các cái tập đoàn như Coty, Estée Lauder, LVMH, Louis Vuitton rồi Shiseido họ mua lại những cái thương hiệu nước hoa đó, vậy thì khái niệm niche và designer hay là niche và chủ lưu thật sự nó rất là mong manh. Một chai nước hoa ngày hôm nay có thể là niche, bán với số lượng ít, bán với những cái bao bì rất là truyền thống, không có bị yếu tố marketing tác động. Nhưng sau khi bị các tập đoàn đó mua lại thì chúng ta gọi họ một cái tên gì bây giờ? Nhóm ngoại. Thế đấy, nếu mà em nghĩ rằng là khi mà mình đã đặt cho họ cái tên một cái thì họ mình đã cho họ vào một cái khuôn rồi, dập khuôn. Thì cái việc là nếu mà mình phải cập nhật liên tục để mình thay đổi cái khuôn đó để cho họ đúng với cái vị trí của họ. Còn nếu mà không thì tốt nhất là nên bỏ cái đấy. Thì em không hiểu là trong cái ngành của anh thì họ sẽ chia ra những cái phân khúc như thế nào? Sẽ có những phân khúc chẳng hạn như là niche, nước hoa niche vẫn bán theo cái khái niệm nước hoa niche cổ điển. Trong một giai đoạn thì niche nó bị trùng với cả nước hoa luxury, thì bây giờ người ta tách ra niche riêng, luxury, các dòng nước hoa mastic, những dòng nước hoa prestige sang trọng, và những dòng nước hoa mass, những chai nước hoa mass. Giữa mass và prestige nó sẽ có một cái dòng ở giữa là rồi. Mastic là những chai của những thương hiệu prestige, và sau đó họ ra những dòng sản phẩm thấp hơn để bù vào cái khoảng trống giữa thương hiệu của họ và những dòng nước hoa mass.
dưới nước hoa mask thì sẽ có những hoa, sẽ có những cái chai giống như kiểu nước hoa các cái thương hiệu riêng của celebrity brand celebrity rất nổi tiếng trên thế giới mà ở Việt Nam mình mọi người không để ý nhiều, đó của Britney Spears. Chai Curious của Britney Spears đã từng có lúc là chai bán chạy nhất thế giới vài năm trước, đã có giai đoạn là nó là một chai nước hoa, thậm chí còn Chanel No. 5 nổi tiếng với câu là cứ 5 giây có một chai nước hoa Chanel No. 5 được bán ra trên thị trường. Và của Curious của Britney Spears cũng đã có lúc bán khủng khiếp đến như vậy, tức là vài giây là sẽ có một chai Curious bán ra, tại vì tiếp cận với đối tượng phổ thông, đối tượng trẻ, đối tượng là nữ trẻ và cái nhu cầu rất là bình dân. Và những chai nước hoa dòng phổ thông hơn, những chai thấp hơn xuống hơn nữa đó, thì cái phân khúc thấp của cũng sẽ cũng rất là, cái phân khúc thấp ở dưới nó cũng rất là chật chội giống như cái phân ở phân khúc cao, giữa những khái niệm như niche, luxury ranh giới rất là mờ nhạt, prestige cũng vậy, cũng rất là mờ nhạt. Cái phân khúc thấp ở đây thì là mình sẽ là thấp về phần giá, thấp về phần giá và về cái yếu tố gọi là độ phủ thị trường. Các cái phân khúc càng thấp thì độ phủ ra thị trường lại càng rộng, càng rộng. Bởi vì họ sẽ bán ở nhiều kênh phân phối bình dân. Chứ liệu cái nhu cầu của phân khúc thấp của người tiêu dùng nó cũng sẽ ít hơn, mong muốn ít hơn, liệu có mong muốn ít hơn không? Không. Ai cũng muốn rằng bỏ ra một chai nước hoa thì nó phải đáng với đồng tiền mất ra. Hoặc nhiều hơn. Hoặc nhiều hơn. Nhiều hơn. Tuy nhiên với những người mà có một cái thu nhập, mình không nói mức thu nhập, với người họ có một cái ngân sách cho sản phẩm nước hoa chi trả ngân sách thôi nhưng không có khả năng chi trả. Có nhiều người họ có thu nhập rất là cao nhưng họ cũng chỉ chấp nhận, họ cũng chỉ có một cái ngân sách nhất định, một cái ngân sách nhất định cho một cái khoản đó, thì họ cũng sẽ luôn luôn hy vọng rằng ở một cái tầm giá thấp như vậy họ tìm được một chai nước hoa tốt hơn một chút. Đó là cái nhu cầu cơ bản của mỗi người, luôn luôn muốn rằng chúng ta đã đạt được nhiều hơn số tiền chúng ta bỏ ra. Thế thì vậy thì liệu chất lượng của một chai nước hoa nó có tương đồng với cái giá tiền mà mình bỏ ra? Như mình nói, cái định nghĩa niche và designer nó sẽ biến thiên theo cái sự biến chuyển của thị trường xã hội, thì cái việc mà chất lượng của một chai nước hoa so với giá tiền liệu nó có sự biến thiên không? Nó sẽ bị có, sẽ bị thay đổi với nhiều tiền có. Vì quy tắc đạo đức của ngành thì anh sẽ không thể vạch áo cho người sinh lưng nhưng mà anh có thể nói với cả mọi người rằng chúng ta hoàn toàn có thể có một chai nước hoa tốt trong tầm giá, tốt trong tầm giá với một ở đây mình tốt là theo cái từ tiếng Anh của nó là performance per price per ml, tức là cái hiệu năng của nó trên giá tiền đó, gọi là tốt trong tầm giá và thậm chí tốt hơn trong tầm giá. Ở một mức giá thấp chúng ta có được không ít những chai nước hoa mang tiếng là niche, là cao cấp, nhưng mà ngoài yếu tố mà được quảng cáo, quay đi quay lại cũng lại là câu chuyện marketing, là về nguyên liệu tốt, nguyên liệu tốt đến đâu hay không thì thật ra chỉ có nhà là điều gương họ biết thôi. Thậm chí em nói thật luôn là đến người tiêu dùng không thể nào biết được rằng nguyên liệu đó tốt đến đâu, bởi vì với tiến bộ của khoa công nghệ hiện nay, người ta có thể có những nguyên liệu có cái hiệu năng rất là tốt và không nhất thiết phải đạt được nguyên liệu đắt tiền, thì cái mức độ chênh lệch là vẫn là có nhé. Không thể nào mà chúng ta bỏ ít tiền của chúng ta đòi ra những chai nước hoa cao cấp, những chai nước hoa sang trọng được, cái gì là cũng có giá của nó. Tuy nhiên giá bán là do người bán quyết định đấy, nên ở góc độ của người mua, ở góc độ người mua, giá chỉ là một yếu tố tham khảo để chúng ta quyết định cái giá trị cộng thêm của sản phẩm mang lại nó có xứng với cái giá đó hay không, chứ chúng ta đừng kỳ vọng rằng vì tôi bỏ ra một số tiền rất là lớn thì chai nước hoa đấy nó phải có hiệu năng tương xứng với số tiền đấy. Không, đôi khi chúng ta trả tiền là trả cho cái nghệ thuật, trả cho cái tài năng của người nghệ sĩ làm ra mùi hương nó, và trả cho cái câu chuyện marketing, cái giá trị là thương hiệu nữa. Giá trị thương hiệu là một chuyện, nên là chúng ta trả cho câu chuyện marketing, storytelling và marketing đó quanh đi quẩn lại, không phải vô cớ. Và ông Roja, ông Win phải nói một câu rằng hiện giờ chúng ta không mua một chai nước hoa nữa mà chúng ta đang mua một câu chuyện. Và có lẽ em nghĩ rằng là
khi mà chúng ta muốn một cái gì nó tốt hơn với cái mà ta bỏ ra thì chúng ta có lẽ chúng ta vẫn phải có một cái sự tương xứng, có thể là không phải đồng tiền mà là cái việc là chúng ta tìm tòi nhiều hơn. Thì em nghĩ là cái việc mà đọc những thông tin cũng như là sinh hoạt ở những cái cộng đồng và những cái mà nghĩa là chúng ta mất nhiều thời gian ra để chúng ta sẽ có thể tiết kiệm hơn vào cái khoản chi phí để đạt được một cái mong muốn, thay vì là chúng ta chỉ bỏ vô tiền thôi thì chưa chắc là chúng ta sẽ nhận được một cái mà như chúng ta mong ước. Tại vì cái mong muốn của mỗi người nó cũng khác nhau, và cái việc là con mục đích đấy nó có phù hợp với bạn hay không nữa, nó là một câu chuyện nữa. Suy cho cùng ra thì một mùi hương nó có thể thơm với người này, nó có thể không thơm với người kia, bởi vì mùi hương nó mang tính chất chủ quan cá nhân rất là cao. Trong câu chuyện bán hàng chúng ta luôn nhấn mạnh rằng mùi hương này thể hiện một cá tính nào đấy, một hình ảnh con người nào đấy. Đó là cái thủ thuật marketing, đó là câu chuyện marketing để người tiêu dùng có thể tìm thấy bản thân mình trong mùi hương đấy. Thế thì em tự nhiên em thấy có một chút liên quan nên là em làm nội dung số. Và có khá nhiều người mua những mùi hương theo những cái gợi ý của em, và có thể họ xem cái video mà họ thấy được cái họ mong muốn ở trong đấy. Thì liệu là cái tre bước hoa ở Việt Nam nó có bị ảnh hưởng với cái yếu tố gì theo như anh là của, hoặc là nó có khác gì so với thế giới? Anh nghĩ là với cái sự phát triển của internet ngày nay, của các cái mạng xã hội ngày nay, thì cái sự khác biệt đấy nó sao nhỉ, nó lại hẹp đi. Nó vẫn có nhưng nó hẹp đi, tại vì những người làm nội dung số giống như em bây giờ sẽ phải đầu tư nhiều thời gian hơn, sẽ phải lắng nghe nhiều nguồn thông tin hơn và có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn thông tin từ thế giới hơn. Sẽ không nghe qua người này người kia nữa mà tự mình có thể tiếp cận được với các reviewer, các blogger, các KOL nước ngoài, các nguồn tài liệu từ nước ngoài. Và vô tình thì mọi người sẽ có, dĩ nhiên ai cũng sẽ có cái tiếp cận giống khác nhau, tuy nhiên vô tình mọi người sẽ ở trên một cái nền tảng thông tin cơ bản giống nhau, thì mọi người sẽ không thể nào nói ra khác nhau được đối với so với cả với những KOL của nước ngoài. Bởi vì nếu chúng ta nói khác đi, người nghe của chúng ta, khán giả của chúng ta, độc giả của chúng ta, họ có thể dễ dàng kiểm chứng được với những thông tin từ một nguồn khác, giống như kiểu trên mạng hay có cái câu đùa tin chuẩn chưa anh, và cái câu trả lời của bạn KOL cũng đúng thôi, nếu biết chuẩn hay không thì phải đi so sánh nhiều nguồn. Và thực tế rằng khi anh giới thiệu một số mùi hương đến với độc giả của blog thì anh cũng luôn cố gắng làm sao giúp hòa tất cả các cái nguồn thông tin mà anh có được để đưa một thông tin mà không hoàn toàn mang tính chất định hướng, đưa ra những thông tin cơ bản nhất để họ có thể dựa vào đó, và họ nếu như họ có quan tâm họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái sản phẩm đó. Bởi vì mùi hương nó là tính chất chủ quan, dựa trên sở thích chủ quan của chúng ta, dựa trên rất nhiều yếu tố chủ quan để đánh giá. Thì cái việc mà các blogger, các KOL, các influencer Việt Nam hiện nay đang bùng nổ như vậy, nó cũng là một cái tín hiệu mừng cho người tiêu dùng, bởi vì họ có thể so sánh, họ có nhiều cái sự so sánh của các cái KOL người Việt, và họ có thêm cái sự đối chiếu với các nguồn tiếng nước ngoài, nên anh Minh Mạng nói là cái khoảng cách đã nhỏ đi. Dĩ nhiên vẫn sẽ tồn tại một cái nhóm các bạn mới vào nghề, các bạn có thể là bị dập khuôn, nhưng từ từ cái gì cũng vậy thôi, ai chúng ta từng là newbie, ai cũng có một thời kỳ mà va vấp, ai cũng có những lúc mà đưa ra những thông tin chưa chỉ chuẩn, điều đó không sao. Từ từ cả độc giả, cả người đưa tin cũng sẽ phải tự huấn luyện bản thân, tự phát triển bản thân. Tôi thấy cái anh chia sẻ cả hay, đặc biệt là cái nội dung về những cái thông tin anh đưa nó phải dung hòa đến nhiều nguồn khác nhau. Và cái mà em hay thấy là trước đây em đọc những cái nội dung nó bị hàn lâm quá, thì khi mà mình đọc được một cái nguồn thông tin mà nó được diễn giải trên một cái góc độ làm người dùng bình thường để cho mọi người dễ hiểu, nó cũng là một cái rất là hay. Kiểu như em khi mà em làm một cái nội dung một cái mùi hương này, em cũng phải cố gắng đặt mình vào một cái là của số đông thì nó có thể đáp ứng được. Ví dụ như kiểu có một cái mùi hương em thấy số đông sẽ rất ok, có thể là như kiểu anh nói là có một vài mùi nó nổi thì mọi người sẽ không có cái để chê, nhưng mà sẽ khó cái để khen, đúng.
thì cái đấy là một cái rất là khó. Nếu mà mình chỉ đưa cái chủ quan của mình làm một cái là mình ở mình tôi được tiếp cận lâu, tôi từng newbie đi lên, bây giờ tôi có một cái mũi nó hoặc là tôi có một cái ngu nó khác biệt hơn, mà để chia sẻ thì nó lại mang cái tính chủ quan quá nhiều. Cái ở đây anh cũng chia sẻ thêm ở góc độ của một người làm trong nghề luôn, mặc dù là khi đánh giá của người hương sẽ luôn luôn có tính chủ quan, tuy nhiên những người trong nghề làm càng lâu thì có câu là sống lâu thì biết nhiều, làm lâu thì biết nhiều, thì những người làm trong nghề càng làm lâu thì cái tính khách quan càng cao, mặc dù vẫn lồng chủ quan vào đấy. Wow. Nhưng những người trong nghề sẽ luôn luôn cố gắng khách quan khi đánh giá một mùi hương và cố gắng kiểm soát cái ưa thích, cái tính chủ quan của mình trong đó. Ở trong các thông trên blog của anh cũng đã thỉnh thoảng anh chia sẻ những cái hình ảnh về những cái đoạn gì cái người evaluator họ làm việc, sẽ có những evaluator làm việc, họ sẽ có những cái đánh giá chấm điểm mùi hương nào đấy để xem có phù hợp với dự án ấy hay không. Mọi người nhớ rằng là phù hợp với dự án hay không nhé, chứ không phải là được ưa thích hay không. Nhiều khi là câu chuyện marketing của hãng họ đưa ra một đằng, nếu mình làm một mùi hương khác đi theo một nẻo thì mùi hương nó coi như thất bại, không có sự kết nối xuyên suốt. Đó là câu chuyện yếu tố marketing nó đi từ đoạn ý tưởng cho đến lúc phát triển mùi hương cho đến lúc ra sản phẩm, nó phải xuyên suốt, nó phải thống nhất với nhau. Việt Nam mình đang nói về dòng nước hoa chủ lưu, thì với một thị trường phát triển như Việt Nam, các hãng phân phối họ cũng đã nhìn thấy cái nhu cầu, cái tiềm năng thị trường Việt Nam, nên họ dồn các kênh phân phối chính thức của Việt Nam, họ không bỏ ngỏ cho cái thị trường chợ đen nữa. Nên là ở các cái trung tâm thương mại lớn, chúng ta sẽ thấy rất nhiều dòng nước hoa được bày bán và người ta mua, dĩ nhiên cái giá khá cao nhưng vẫn bán được. Đó là một điều rất ngạc nhiên đối với cả những người nước ngoài, khi họ xưa nay họ chỉ nghĩ Việt Nam là một cái thị trường rất là trung bình và thấp. Những cái thương hiệu như kiểu NHK đến bây giờ cũng đã mở tại Sài Gòn rồi, đúng rồi, kể Hà Nội như thế. Rafika cũng là một thương hiệu mà em thấy thế giới cũng khô quản, không phải đất toàn bộ, còn đến nơi để có thể tiếp cận được thì ở thị trường Việt Nam cũng đã vào khá là nhiều thương hiệu rồi. Nhiều. Và một cái xu hướng của cái lúc đấy anh có nói về cái chuyện mà người dùng Việt Nam và các blogger Việt Nam, cái khoảng cách với thế giới nó hẹp đi, nó thể hiện ở cái chỗ đấy. Như chúng ta vừa nói về trang mail, người ta hoàn toàn có thể sử dụng, người ta có thể hoàn toàn đạt được sự công nhận rằng hôm nay tôi dùng một chai nước hoa đến từ một nhà indie ở ngoài. Và cùng với cái sự phổ biến dễ tiếp cận dễ dàng của thông tin và cái sự bùng nổ của mạng xã hội, khiến nhiều người Việt Nam có khả năng tiếp cận được với cả cái việc là chế tạo nước hoa tốt hơn. Gần đây nhất thì tuần trước là mới có hai perfumer Việt Nam được lọt vào chung kết của một giải thưởng của cho giới indie On 40 Arc. Nghĩa là gần đấy đấy, kiểu một cái động lực, nó là một cái sự ghi nhận cho cả một quá trình dài phải tầm 10 năm của các perfumer Việt Nam. Ở đây anh không nhắc đến Lộc Đồng bởi vì ông Lộc Đồng là một người gốc Việt nhưng ông không có quốc tịch Việt Nam. Và ở đây đang nhắc đến hai bạn là bạn Việt Anh và bạn Chiêu Sĩ. Một bạn là perfumer được đào tạo bài bản ở góc độ trong giới thực của anh thì đánh giá đó là bạn, như anh đã nói, đó là bạn perfumer đầu tiên được đào tạo một cách chính tắc theo đúng lộ trình của một perfumer quốc tịch Việt Nam. Bạn Chiêu Sĩ cũng không phải là perfumer indie đầu tiên ở Việt Nam đâu, nhưng bạn ấy là người đầu tiên có sản phẩm được lọt vào một cái giải thưởng danh giá, vòng chung kết của một giải thưởng danh giá trong giới indie như vậy. Và với cái mốc này thì chúng ta có thể hy vọng vào một cái sự phát triển của cộng đồng người dùng Việt Nam dễ dàng hơn với các cái chai sản phẩm nước hoa indie. Đây của The Unlab, đây là chai nước hoa mà vừa đang lọt được vào Việt Nam Coffee, Việt Nam Miss Coffee, một chai nước hoa mùi cà phê sữa, khá là thật thôi nha, và có thể đáp ứng được với cả đám đông. Thì mình có thể nói rằng cái người dùng Việt Nam của năm 2023-2024 đã phát triển rất là nhiều so với người dùng Việt Nam những năm 2010
2015. Cách đây 5 năm được là đã rất là khác biệt rồi. Anh nhớ một trong những bài đầu tiên anh viết trên blog đó là về cái giấc mơ tự làm nước hoa. Vâng. Lúc đó anh không hề nhìn thấy một cái tiềm năng nào rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ có những thương hiệu nước hoa indie, có những perfumer indie. Anh không hề nhìn thấy tiềm năng nào. Bởi vì là người trong nghề, anh biết rằng đó là một con đường dài, rất là vất vả, rất là tốn kém, mà ở thời điểm đó các bạn rất khó để có thể tiếp cận, học hỏi và phấn đấu. Thì cũng hy vọng rằng với cột mốc của năm 2024 này sẽ có nhiều người Việt Nam tham gia vào cái thế giới hạt tự làm nước hoa, để ít nhất là các bạn có một kiến thức, thì khi các bạn có thể, các bạn không trở thành perfumer nhưng các bạn cũng có thể nắm thêm thông tin, của các bạn lan tỏa những thông tin chuẩn, tự hào chuẩn, em thấy những thông tin chuẩn về ngành, những thông tin chuẩn về nguyên liệu, để bớt đi những thông tin sai lệch về nước hoa, để nước hoa nó được giữ cái vai trò của nó là một sản phẩm cao quý. Một sản phẩm cao quý ở đây nó là một cái tác phẩm nghệ thuật. Dù là một chai nước hoa rẻ tiền hay một chai nước hoa đắt tiền thì nó cũng là một sản phẩm nghệ thuật của perfumer, của những người làm ra, những người đứng sau hậu trường, những người mà các bạn rất ít khi có thể biết đến tên họ là ai. À, quả vậy. À, có lẽ là đây là một cái câu kết thúc nó cũng khá là hay, và em nghĩ là nó rất là ý nghĩa. À, những cái nội dung mà chúng tôi truyền tải trong cái video lần này có lẽ là sẽ kết thúc ở đây, để tránh, tại vì anh em đã chọn lựa và cũng tối ưu hóa thời gian khá nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái nội dung lần này bọn mình chia sẻ, mặc dù là có thể là sẽ hơi buồn ngủ ạ. Có thể ra thì cái gì cũng vậy thôi. Nói về tất cả những gì anh nói ngày hôm nay ấy, thực ra là nó mới chỉ là đi được qua một cái lớp rất là mỏng của cái thế giới hương liệu. Vâng. Và nó cũng chưa đi sâu lắm về nước hoa, bởi vì anh không, như anh nói, không muốn để yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mọi người, yếu tố chủ quan của anh. Em thì cũng rất là cảm ơn anh Tùng, là ở trên kênh của em thì trước đây có một vài người lên trò chuyện nhưng cũng không mang cái yếu tố chuyên môn hoặc là có một cái thâm niên là trong nghề lắm, để có một cái nên nó ít nhất là nó rõ ràng hơn với những cái khách mời cũ, để mỗi người sẽ có một màu khác nhau. À, rất là cảm ơn anh Tùng đã tham gia cái buổi trò chuyện lần này, để em và những người xem có thể có những cái góc nhìn mới hơn về cái ngành công nghiệp, hoặc là cái ngành đưa ra những cái sáng tạo mùi hương mà có lẽ bọn em chỉ cần bỏ tiền ra và mua cầm xịt thôi, từ đến khi cũng cảm nhận hết được giá trị. Mọi người có thể tìm đọc cuốn sách này, The Big Book of Perfume. Vâng. Đây là một trong những cuốn, một trong những cuốn sách mà gọi là dễ đọc, dễ hiểu và cung cấp đầy đủ thông tin nhất về ngành hương liệu các bạn có thể tìm được trên thị trường. Có khá là nhiều sách, và có cả thậm chí là nhiều sách có cả hình vẽ luôn. Những sách này có rất là nhiều hình vẽ và mình cũng đã từng dịch sơ sơ ở trên blog rồi. Tuy nhiên mình vẫn tôn trọng bản quyền và mình khuyến khích các bạn mua cuốn sách này về đọc. Và nếu như bạn nào mà muốn đi sâu hơn vào cái ngành chế tạo hương, các bạn có thể coi đây là giống như chữ cái ABC để các bạn có khái niệm. Đấy. Rất cảm ơn anh Tùng đã tham gia buổi này, thì chúng tôi xin phép được kết thúc video tại đây, và cảm ơn Sendery Concept đã tạo ra một không gian rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.